Đây anh chị thấy con đường nhựa rộng rãi nha anh chị. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình một ngôi nhà sát bên đường lộ nhựa luôn, để cho anh chị thuận tiện về đây để kinh doanh mua bán gì cũng được nha. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi thông ra quốc lộ 1A, khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới quốc lộ 1A tầm khoảng 1,8 km là tới rồi nha anh chị. Ngay vị trí này là anh chị ra thẳng đó, cái anh chị quẹo một quẹo cái ra quốc lộ 1A luôn. Nó và cũng cái hướng này anh chị đi thông về chợ Dòng Dứa luôn. Rồi đi ra quốc lộ 1A anh chị đi về Vĩnh Long rồi anh chị qua Cần Thơ đồ luôn cũng được nha. Còn cái hướng ngược lại đây là đường thông, đây là anh chị đi thông ra đường tỉnh lộ 878. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình ra tỉnh lộ 878 thì tầm khoảng 1 km là tới rồi nha anh chị. Và anh chị đi thẳng ra đây anh chị ra ngoài chợ Bưng của xã Tam Hiệp luôn. Là ngay chỗ tỉnh lộ 878 luôn, khoảng cách thì cũng 1 km đó. Còn từ đây mà anh chị về tới ủy ban dân xã Tam Hiệp thì tầm khoảng 1,3 km nha anh chị. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn, thậm chí đèn đường người ta cũng có gắn luôn nè anh chị ơi. Và cái ngôi nhà tiền chế và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái ngôi nhà này. Đó, đường này xe ô tô chạy anh chị thấy không? Tính từ miếng này nè nha anh chị, đi ngang theo cái con đường lộ này là 13 m và mình có chiều sâu vào hai cạnh đều nhau là 18 mét rưỡi nha anh chị. Trong đó hành lang lộ giới của mình thì vô 5 mét, mình còn cái diện tích mà sử dụng là 13 mét rưỡi anh chị. Tổng diện tích của mình hết cái mảnh đất của mình luôn á, với ngôi nhà là 267 mét vuông, trong đó có 192 mét vuông là thổ cư nha. Phần còn lại là hành lang lộ giới bên đây với có 70 mười mấy mét cây lâu năm nữa anh chị ơi. Nó đây là gần khu tiện ích, đây là gần về bệnh viện đa khoa mới của Tiền Giang thì rất là gần luôn nha anh chị. Nó đem đi tới cái ganh anh chỉ cho anh chị mình xem cho nó chi tiết luôn. Nó nếu anh chị mua cái mảnh này thì anh chị có cái mặt tiền kinh tiêu phía trước này luôn nè anh chị. Đó, đây là con kinh tiêu nha, để lấy nước vô ga luôn. Và cái cạnh bên đây là mình cũng đi sâu vào là 18 mét mấy. Nó tổng diện tích hết đất như em đã nói 267 mét vuông, trong đó có 192 mét vuông là thổ cư. Hành lang lộ giới của mình vô 5 mét, còn phần bên trong là 13 mét rưỡi để anh chị xây nhà ở, rồi anh chị có thể kinh doanh buôn bán gì ở đây cũng được. Tại vì mặt tiền mình rộng mà. Nhưng mà em quên, ở phía sau hậu mình còn lại có 13 mét 80 rồi nha anh chị. Nó tấp lại một tí. Đó, ở đây là xe chạy nườm nượp, rất nhiều công nhân đi làm ở trong khu công nghiệp Long Giang á, về đây cũng rất là đông luôn. Đó, khu này rất là tiềm năng nha, thuận tiện cho anh chị mở tiệm cửa sắt nè, rồi anh chị mở tiệm tóc nè, rồi anh chị mở tiệm tạp hóa nè, nói chung là anh chị mở quán ăn sáng ở đây cũng được. Nó đây là khu tiện ích mà, nó đường mình đường nhựa luôn, vị trí này khá là đẹp luôn nha. Đó, và hiện tại chủ đang kêu cái mảnh này giá hết đất luôn là 1,3 tỷ. Giá này anh chị còn về gặp trực tiếp với chủ để thương lượng thêm nha. Đó, còn chủ nhờ em quay là giá 1,3 tỷ. Rồi nếu mà có khách gì thì gặp chủ rồi để nói chuyện thêm về giá cả. Cho nên cái vị trí tống tải thành ra em không có vô bên trong làm cái gì hết. Thôi giờ em vô cái bên phía sau bên đây cho anh chị mình xem cho nó chi tiết và cụ thể phía bên trong bên đây nha. Nó tính từ tiêm lộ vô mà 5 mét á, thì hảo tới cái trụ này nè anh chị. Nó dài ra ngoài đó ha, là 5 mét ha. Còn phía sau mình cất nhà thoải mái rồi. Tại vì thường thường á, lộ nhựa vậy thì mình phải có hành lang lộ giới. Nó mình làm tiền chế á, thì được, chứ mình đừng có cất xây dựng kiên cố nha. Kiên cố mình xây dựng bên trong nè. Nó mặt tiền mình rộng 15 mét để cho anh chị thuận tiện để kinh doanh buôn bán. Đặc biệt sát bên có cái bàn rất là bự luôn. Nó che bóng mát để anh chị mở quán cháo giấc sáng cũng thuận tiện nữa nè. Nó giá là 1,3 tỷ. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến xem đất và cái ngôi nhà tiền chế này ha. Được thì anh chị mua nha. Ngôi nhà tiền chế này chủ sẽ để lại cho anh chị luôn, chứ chủ không có dở làm chi.
Nó trong đất mình thì sạch đẹp, không có mồ mả nha anh chị. Xung quanh hàng xóm của mình cũng rất là đông. Được cái là đường thoát nước anh chị an tâm, phía trước mình có cái mặt tiền sông luôn, mặt tiền kinh chứ. Nếu anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này thì anh chị nên liên hệ cho xem hoặc kết bạn Zalo với xem theo số điện thoại trên màn hình, rồi em sẽ gửi sổ và hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết và cụ thể hơn luôn nha. Nó trong đất mình thì có lưới hàng rào B40 thì chủ cũng đã làm sẵn rồi nè, cho nên ranh giới đều rõ ràng, cho nên anh chị mình an tâm nha. Nó mảnh này là cái sổ riêng nha, cho nên anh chị mà mình mua thì mình đặt cọc rồi hẹn ngày công chứng cũng vẫn được bình thường. Nó mình gần đường lộ nhựa, đặc biệt là mình có 192 m² thổ cư. Ở phía bên trong này anh chị cất nhà ở là cũng thuận tiện rồi. Phía trước thì mình làm cái sân rồi mình làm như tiền chế vậy nè anh chị. Rồi để mình mua bán hay cái gì cửa sắt hay là tạp hóa gì đó như em nói, cái gì cũng được. Anh chị muốn kinh doanh buôn bán gì cũng được. Nó phía sau này cái nhà mình để mình ở. Rồi phía trước mình kinh doanh, nói chung là vừa ở nhà rồi vừa bán phía trước nữa thì nó thuận tiện rồi. Giờ người ta đang hay ra buôn bán lắm mình chị ơi. Giờ làm nông thì do giá phân rồi nó cao, mà trái cây thì nó rẻ. Giờ người ta hết phái làm vườn rồi. Giờ đây là em cũng quay về cái hướng mặt tiền của cái ngôi nhà của mình luôn. Nhà tiền chế nha anh chị. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng đông nam, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình á mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì thời gian đi tầm khoảng 12 phút, khoảng cách chỉ có 7,3 km là tới anh chị ơi. Còn từ ngay cái vị trí ngôi nhà tiền chế của mình mà về tới khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mình chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 2 phút, khoảng cách là 64 km. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây mà anh chị về tới đây. Nó thời gian đi là 1 giờ 3 phút, khoảng cách chỉ có 56 km à. Nó anh chị muốn về đây để kinh doanh buôn bán gì đó, anh chị lấy đồ trên Sài Gòn về đây bán cho nó có lợi nhiều. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi giờ em sẽ tiến ra phía lộ nhựa, em quay sơ lại một lần nữa rồi anh chị xem cho nó kỹ rồi em sẽ kết thúc video nha. Nếu như anh chị nào quan tâm mảnh này thì em khuyên anh chị nên xem video lại 2 lần. Đó, cho nó chính xác luôn á. Rồi các anh chị hãy về. Nhưng mà nói chung là từ ở trên thành phố mà anh chị về tới đây thì nó cũng gần mà đâu xa đâu. Chỉ có 56 km à. Nó đây là chủ làm hàng rào hết rồi nè. Nó đây mình mở quán ăn, quán cháo gì cũng được. Này là ngày xưa là điểm thu mua ớt nha. Đó anh chị thấy ha. Còn đây là cái phía trước của mình nè. Nó đèn đường đồ này kia cũng có hết luôn nè. Nói em nói từ heo chứ ra ngoài đó không tới nữa, chừng 800 m là anh tới ngay chỗ tỉnh lộ luôn rồi. Ngay đó là anh chị từ cái đường mà cao tốc á, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, anh chị quẹo ra luôn. Rồi anh chị ngay tới cái Bùng Binh á, anh chị chạy thẳng luôn nha. Mình chưa tới Đồng Tâm, mình vừa qua cầu Chợ Bưng, anh chị quẹo lên đây là ngay cái vị trí đất mình luôn. Rồi em sẽ đón anh chị ở ngay chỗ cầu Chợ Bưng đi. Xe ô tô anh chị chạy tới đây luôn. Giá chỉ có 1 tỷ 300 triệu à. Trời ơi cái giá này mà đường lộ nhựa này. Tại thời điểm này giá ngợp mới về nha anh chị. Rồi nếu anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em. Rồi em dẫn anh chị đến xem. Đất mình thì nó cao ráo hết rồi. Chủ giống như ngày xưa đã bơm cát rồi. Tính kinh doanh dừa ớt nhưng mà nói chung là chắc không có lời hay gì rồi sau này. Giờ bán luôn anh chị. Rồi đại khái là như vậy nha. Em giới thiệu sơ lược phía trước của mình như vậy nè. Nó đường ô tô anh chị chạy thoải mái rồi. Rồi nếu anh chị quan tâm thì liên hệ ngay cho em dẫn anh chị đến xem nha. Rồi em xin chào anh chị ạ.